Hư Dinh Phù Phiếm là một kẻ cực kỳ tham lam, nó đang nuốt chửng tất cả, hậu quả là phải hy sinh dưới lòng tham của chính nó. Saget Bire đã phát hiện điều này khi ông đang phải sống trong khoảng thời gian vất vả. Chúng ta nếu không cảnh lạnh le với chính mình, thì việc có bị lòng tham chôn vùi hay không chỉ là vấn đề thời gian. Hư Dinh tưởng như là chuyện nhỏ dại không đáng kể, nhưng sẽ phá hoại cả thanh xuân của một người, thậm chí là thời gian vàng bạc của người khác. Vì đây thực chất là một kiểu lừa gạt người khác, cũng là một hành vi lừa gạt chính mình. Để thỏa mãn tâm hư dinh của bản thân, để người bao quanh nhìn vào hâm mộ, rất nhiều người đã không ngần kinh khủng dùng những thủ đoạn gian xảo, lừa dối để tạo nên vỏ bọc hào nhoáng cho bản thân. Có anh chàng sinh viên 21 tuổi lên thị trấn học đại học. Vì gia cảnh trong nhà bình soàn xỉn nên cậu cũng không quá lo âu vấn đề kinh khủng tế, thanh nhàn nhã đi học và chờ đầu tháng bố mẹ gửi tiêu pha sinh hoạt vào thẻ ngân hàng. Không có gánh nặng nề phải lo nhưng thành tích học tập của cậu cũng chẳng hề xuất sắc. Ngược lại, đời sống hàng ngày lại cực kỳ nổi bật. Anh chàng cưa cẩm ga mê thủ gái bằng những bó hoa và bữa tối lãng mạn, ăn mặc thời trang sành điệu, dùng iPhone đời mới, hàng tuần đều không thiếu những cuộc tụ tập chơi bời thâu đêm suốt sáng. Đến ngày lễ tình nhân, cậu còn gọi điện về nhà, nói dối là cần nộp phí học thêm để lấy tiền mua bó hoa hồng 99 bông tặng người yêu làm kỷ niệm. Tất cả gamer thủ học đều tưởng nhà anh ta thực sự giàu có, tiền tài không thiếu. Từ trong những hành động đó, anh chàng sinh viên 21 tuổi tìm thấy sự thỏa mãn cho thói hư dinh của mình. Thế nhưng, bố mẹ anh ta ở nhà vẫn chỉ dùng máy tính bảng Nokia loại cục gạt ngày xưa. Để anh ta có tiền ăn uống chơi bời, họ dành dụng tích góp từng đồng. Để anh ta lấy phí học thêm, họ lại cắt bớt thịt cá, ăn uống thanh đạm bằng mấy món rau dưa cho tiết kiệm. Trong cuộc sống có rất nhiều người tương tự như vậy, người ta nhìn vào mến mộ họ được lái xe lịch sự, nhưng thực chất họ chỉ làm lái xe thuê cho người khác. Người ta nhìn vào thấy họ ra vào nhà hàng, khách sạn 5 sao, nhưng thực chất họ chỉ là nhân viên nghiệp vụ. Người ta nhìn vào những bức ảnh họ nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp, nhưng thực chất họ chỉ là trợ lý phải đi công tác tăng ca theo lãnh đạo. Chúng ta có thể hư dinh, nhưng phải có đủ điều khiếu nại và tư cách để làm điều đó. Nếu chỉ lợi dụng lạnh lẽo trị mà người khác đem tới, thì rốt cuộc lại, dù cố biểu thị cuộc sống xa xỉ của mình cho người khác thấy đến thế nào đi nữa, nó cũng không thể trở thành cuộc sống thực sự của bản thân. Tuy nhiên, cuộc sống cũng có những người hoàn toàn ngược lại. Dù một người nam nhi có đủ điều khiếu nại để mua xe riêng, anh ấy vẫn lựa chọn xe công cộng để đi lại mỗi ngày tránh tắc đường. Dù một người nam nhi ở trong những khu nhà lịch sự trọng, căn biệt thự đắt tiền, anh ấy cũng chỉ mặc áo trắng quần jean đơn giản, tiện lợi, chẳng đáng bao nhiêu. Dù người nam nhi thu nhập mỗi tháng 70 triệu đồng, anh vẫn tình nghĩa với chiếc máy tính bảng iPhone 6 từ nhiều năm trước mình có được. Và dù gamer thủ gái người nam nhi đó có đòi hỏi, anh ta cũng từ chối đòi hỏi được đổi máy tính bảng iPhone 11 đời mới một cách thẳng thừng. Nhưng liệu mọi người có nói anh ấy là khi bo? Đáp án là không. Vì trong vấn đề trả lương cho nhân viên, anh không keo kiệt. Khi cần đầu tư những lạnh lẽo trị, anh cũng rất mạnh tay. Nếu phúc lợi nhân viên có vấn đề, anh lập tức chi tiền túi đền bù. Còn nếu người yêu cảm thấy bị tổn thương vì thiếu thốn vật chất, anh ấy sẽ đi tìm một người đủ đầy về tinh thần hơn. Với số tiền mua chiếc iPhone 11 đó, anh có thể đưa bố mẹ mình đi du lịch thỏa thích cả tuần, có thể đăng ký một khóa học khả năng hoàn toàn mới, có thể thử đầu tư mạo hiểm cho một sở thích nào đó, cũng có thể làm rất nhiều điều khác có lạnh lẽo trị hơn là chiếm hữu một chiếc máy tính bảng. Đó không phải khi bo, đó chỉ là một thái độ sống hoàn toàn khác. Châu Nhuận Phát cũng là một ví dụ như vậy. Ông chỉ đi đôi giày giải cũ lạnh lẽo 390 nhân dân tệ được mua trong một cửa hàng ở ga tàu điện ngầm, nhưng sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để chiếm hữu các bức thư pháp và sách hiếm cổ xưa. Họ không đề cao lạnh lẽo trị vật chất, mà nhìn vào lạnh lẽo trị tinh thần có được. Người thật sự có tất cả là người không khoe khoang, không làm bày tớ cho vật chất phù phiếm, sống một cuộc đời mới thanh thản và ý nghĩa.